Thay vì là cái vòng hoa thì người ta cũng làm một cái vòng đeo cổ, đeo lên cổ ha, giống như là chào mừng khách mới đến, hoặc là thường là dâng hoa cho những người chiến thắng vân vân. Thì đối với các em học sinh thì trong cái ngày graduation celebration thì bạn bè cha mẹ người ta thường hay dâng vòng hoa, và vòng hoa thì người ta sẽ kết bằng hoa thật các bạn, hoa thật, lá thật luôn, và mùi hương rất là thơm. Trong Walmart á, thì tùy theo kích cỡ, size và loại hoa như thế nào, nó có giá cũng rất là giống như là nó có giá từ 10 đồng nè, 20 đồng, 20 đô, 30 đô, 40 đô. Nó có giá rất là khác nhau tùy theo cái kích cỡ, loại hoa và cái cách người ta làm như thế nào nữa. Thì đây là một cái hộp mà người ta trồng một cái cây, xong người ta đem về người ta gia công, người ta sẽ sơn vẽ cái hình con tortoise là con rùa tượng trưng cho cái là giống như con vật biểu tượng ở Hawaii vậy đó các bạn. Thì mình nhớ có một lần đầu tiên mình bước chân xuống nước sân bay của Mỹ, đó là sân bay Honolulu, thì có một người bạn của ông xã mình cũng tặng cho mình một cái vòng hoa rất là đẹp đeo vào cổ của mình. Mùi hoa thơm ơi là thơm. Đó là thể hiện cái sự hiếu khách của người dân bản xứ. Cho nên các bạn khi đến Hawaii đừng bao giờ ngạc nhiên khi có một ai đó tặng vòng hoa cho bạn nhé. Đó cũng là cái phong tục tập quán của người dân Hawaii ở đây, rất là hiếu khách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Xin hẹn gặp lại các video sau. Xin chào.